Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Tâm sự của một chú, năm nay chú 73 tuổi, gửi hình cho mình xem nè. Nhưng mà chú nói đừng có đăng hình của chú lên. Nhưng mà mình không tin là chú 73 tuổi mà chú lại khỏe mạnh, mà chú lại trẻ đến như vậy các bạn. Chú từ ở bên Pháp, chú qua Mỹ được 10 năm. Chú định cư tại Mỹ luôn. Chú qua Mỹ không ai bảo lãnh chú cả. Chú làm ăn. Rồi sau đó chú ở lại đây. Hợp pháp. Thì chú nói thôi, cái chuyện đó chú cũng không nói. Nhưng mà chú khẳng định một điều. Có một số người sau này họ không thích chú đó. Vì đụng chạm tới cái cô gái ấy. Cho nên là họ đi họ rêu rao chú. Họ nói xấu chú. Chú bên Cali chú nói á bởi vậy chú mới rời bỏ cali chú qua một cái tiểu bang lạnh nơi đó không có người việt mà chú cũng nói là thôi bây giờ chú cũng không muốn kể là chú ở tiểu bang nào nhưng mà chú đau lòng lắm chuyện này xảy ra với chú là đã hai năm rồi nhưng cách đây sáu ngày chú nhận được một cái email của cái cô đó cô nói với chú là nếu anh không còn yêu em thì anh coi như anh hãy giúp em một lần nữa được không anh thì câu chuyện đó nó như thế nào xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mình đặt tên chú là tuấn hồi chú còn trẻ chú đi du học ở bên pháp và sau đó khi giải phóng chú ở bên pháp luôn công việc làm ăn của chú rất thành công chú có vợ chú có con Hai vợ chồng chú chung sống với nhau được 21 năm thì vợ của chú qua đời. Các con của chú lúc đó cũng đã trưởng thành đã lớn hết rồi, cho nên là tài sản chú đã chia hết cho tất cả mọi người trong gia đình. Sau đó công việc của chú, chú làm ăn rất thành đạt. Chú vẫn tiếp tục ở bên đó, mặc dù là không còn ở chung với các con, các con đã lập gia đình, chú có ba người con. Cuộc sống của chú thì nói chung là thoải mái và sung sướng. Khi tuổi lớn dần thì chú nghĩ rằng là trước khi mà về hưu đó thì chú muốn đi du lịch qua Mỹ để xem coi như thế nào. Nói đó, chú ở Đức nước Pháp quen rồi. Bạn bè, người thân, gia đình, tất cả mọi người đều ở bên Pháp. Nhưng mà chú muốn đi chơi. Thế là chú mới đi du lịch qua Mỹ chơi. Lần đầu tiên chú đi có 2 tuần Thì chú thấy rằng là Cũng chưa có biết được gì nhiều cả Mà chú nói khi qua Mỹ là chú không quen ai nha Coi như là lần đầu tiên là chú chỉ đi du lịch thôi Rồi sau đó chú về vài tháng sau Chú đã nói chuyện với những người luật sư Những cái nơi mà họ làm về di chú Để xem coi như thế nào Thì chú bắt đầu tìm hiểu cuối năm đó chú đi thêm qua mỹ một lần nữa cũng là vừa đi chơi và vừa đi gặp gỡ những cái người mà chú đã nói chuyện một năm mấy hai năm trôi qua nữa chú đã thật sự là qua tới mỹ luôn vợ chồng của con trai mà người con úc đó người con này cũng đã có vợ có hai đứa con coi như là tổng cộng năm người qua mỹ thành lập một cái công ty về may các bạn may mặt đó Nói là chú không có kể chi tiết về cái hành trình mà chú qua Mỹ và như thế nào. Chú chỉ nói tóm tắt, nói sơ qua thôi. Là chú đã mua lại một cái công ty hay là một cái gì đó các bạn xưởng hay công ty hay là cái gì đó ha. Về may mặc ở ngay tại Los Angeles. Gia đình chú tổng cộng 5 người. Qua tới nơi chỉ có một tháng thôi, là chú đã mua liền một căn nhà để cho cả gia đình ở ở chung với nhau thì um, chú nói làm ăn tốt gứt lắm khá lắm mà chú hỏi mình á cháu có bao giờ mặc đồ của forever 21 không mình nói dạ có chứ thì chú nói đó cái nơi may mặc của chú đó là có may gia công cho forever 21 nữa đó và còn rất nhiều. Hãng nổi tiếng cũng đặt hàng từ nơi của chú để may. Mình nói wow, cháu tưởng là Forever 21 họ may bên China họ ship qua chứ. Chú nói có. Nhưng mà may tại Mỹ cũng có luôn. Người ta gia công mình may mà. Thì những cái công nhân mà làm ở đó từ bao lâu nay họ vẫn giữ nguyên hết, không có thay đổi gì cả. Chỉ có thay đổi là thay đổi người chủ mới mà thôi. Ngày nào chú cũng đi ra công ty để ngồi. Khoảng tới 9 tháng trôi qua thì chú phát hiện ra được là có một cái cô đó mà chú nói đó nhỏ tuổi hơn con của chú nữa. Nhưng mà cô em này đó đã có gia đình, đã có chồng. Chú đã thấy chồng tới đón về mấy lần. Chồng đẹp trai lắm mà hai vợ chồng thì thật sự là rất đẹp đôi trẻ lắm chú nói coi như là cháu đó chứ không phải là con nữa nhỏ tuổi hơn con chú luôn cái này đó thì lại rất lễ phép nhưng mà chú nói sau này bây giờ chú ngồi chú suy nghĩ ra chú mới biết hết tất cả các công nhân ai cũng đi vô từ cái cổng này à, sẽ làm việc ngay tại đây luôn còn nếu ai muốn đi được cái cổng từ ở ngoài này vào á thì cũng được không có ai cấm nhưng mà đi từ ngoài này vào đó đi tuốt ra đằng sau thì rất là xa nói chú cũng không hiểu tại sao mà mọi người đi từ cửa sau mà chị con bé này nè nó hay đi từ cái cửa trước này vào lắm khi nó đi vào nó tới ngay cái cửa phòng của chú thì chú nói cửa phòng chú lúc nào cũng mở chú không có đóng khi mở hờ hờ có khi thì mở lớn ra luôn chỉ trừ khi buổi trưa chú nằm ngã lưng thì chú mới khóa lại Ai tới phải gõ cửa, còn bình thường chú nói là chú không có đóng cửa. Thì cứ mỗi lần mà cái cô bé này cô đi làm đó là cô đi cái cửa trước. Cô đi tới phòng của chú là cô rất là lễ phép. Cô đứng lại, cô khoanh tay, cô cúi đầu, cô chào chú rồi cô mới đi ra sau. Mà chú nói rằng là cả năm trời luôn đều là như vậy. Thành ra chú đó chỉ nghĩ ở trong đầu chú thôi. Con bé này nó quá lễ phép mà nó ngoan quá chứ thật sự ra đó ở bên mỹ này đó tìm thấy được những người có những hành động cử chỉ như vậy thì thật sự rất hiếm thành ra vì cái đó đó mà chú mới để ý tới cái cô này chú nói với mình á là đặt cho cô bé này của tên tuyền đi là tại vì sao khi mà tuyền đó có ý đồ với chú thì Tuyền đã lấy tên là Tuyền Nhưng chú biết Cái tên Tuyền đó là tên nickname Tức là tên giả Tên nickname Tại vì chú coi hồ sơ Thì chú phải biết chứ Check ký ra là tên gì Và như thế nào chú là người biết chứ Thì um, Chú nói cứ nói tên Tuyền đi Không sao cả Biết đâu có một ngày nào đó Chính cái cô Tuyền này cô vào cô nghe được youtube cô nghe được cái chia sẻ này cô sẽ biết rằng chú là người đăng lên để nói về cô ấy cho tới một cái hôm đó là sinh nhật của tuyền thì uh, tuyền mới xin giống như là việt nam mình nói là tổ trưởng đi ha tuyền nói với người manager ở đó đó coi như là cái người coi cái chỗ đó đó mai đó là sinh nhật của em em muốn mua bánh và tới đây để thổi đèn cày cùng với tất cả mọi người ở đây. Thay vì cái giờ lên đó được 30 phút đó. Thì cho em xin cái giờ lên đó. Để tụ tập mọi người lại có được không ạ? À? Thì các anh manager đó, ảnh phải báo cáo với ở trên nữa. Thì chú mới nghe được. Thì chú thấy, ồ con bé này rất là thấy thương. Biết điều lắm. Tốt. Thì chú nói là cho một tiếng luôn, cái 30 phút đó đó, tiền lương chú trả, tức là 30 cái phút mà làm việc đó đó, tính ra bao nhiêu tiền thì chú sẽ trả, mà chú nói trong đó là 45 người, thì trả bao nhiêu tiền thì chú không nói ha, chú chỉ nói vắn tắt là như vậy thôi, tức là mỗi người được thêm 30 phút, thì không biết là tính tiền bạc sao thì mình không hỏi các bạn, tại khi mà trò chuyện gì đó thứ nhất là tuổi thứ hai là tiền ít có ai người ta nói ra lắm thì trong cái buổi sinh nhật đó đó thì cái cô em này nè cứ đứng gần chú rồi khi mà cắt bánh đó thì lại muốn chú đó nắm tay cô em này nè cắt bánh thì lúc đó chú cũng cười nữa và chú nghĩ rằng là ờ, mình như là cha rồi, là cha là chú rồi. Thôi kệ nó con bé nó thích vậy thì thôi. Với lại con bé này nó làm việc rất nhanh và nói chung là rất ok đó. Ở trong chỗ làm này ai cũng thích con bé này lắm, lanh lẹ lắm, dễ thương lắm. Bất kỳ động tác, hành động to nhỏ lớn bé gì đều có hình ảnh chụp lại hết. Tiệc xong rồi mọi người bắt tay vào làm việc tiếp. Chú nói là chú không biết gì cả, chú cũng không để ý chú chỉ biết rằng là mình là chủ ở đây mặc dầu là chú không đứng tên con trai của chú đứng tên thì um, chú cứ nghĩ chú là người cha chú thôi thế là từ cái ngày mà sinh nhật xong đó tới giờ ăn trưa con bé này nó hay ra nó thấy chú ngồi ở đây thì nó ra gần gần đó nó ngồi nó cứ chào chú như vậy nè thì chú thấy như vậy chú kêu nó là đi qua đây ngồi ăn chung thì nó nói rằng là Dạ không, tụi cháu chỉ ngồi ở cái mé bên này là của công nhân thôi Còn cái dãy bàn ở bên này đó là để cho uh, mấy chú, mấy anh Chứ uh, tụi cháu ngồi như vậy không được Thì ông chú thân rồi Thì ông mới nói rằng là thôi Chú qua bên này chú ăn với mấy đứa cho vui Vì đâu có đứa nào nó ăn với chú đâu Chú ngồi có một mình à Thế là chú qua đó chú ăn Ngày nào cũng vậy Và sau đó thì cô bé này cũng mới xin số phone của chú. Chú cho số phone. Từ cái lúc mà cho số phone á, hai tuần sau, vào lúc nửa đêm, thì điện thoại của chú ren lên. Chú không biết chuyện gì cả, nhưng mà chú vẫn bắt phone. Thì chú nghe cái tiếng khóc rất là nhiều. Khóc mà không nín nổi luôn. Chú mới hỏi là chuyện gì, chuyện gì vậy, chuyện gì? Chuyện gì, con bị cái gì, con gọi cảnh sát đi, con bị cái gì? thì cái cô bé này cũng nói là không con không thể gọi cảnh sát được chú mới hỏi là chuyện gì bây giờ nói cho chú nghe coi chú có giúp gì được hay không thì cái cô em này cũng mới nói rằng là chồng con đánh con bây giờ con sợ quá con đang ra xe con ngồi chú nghe nói như vậy chú sợ quá chú nói tại sao không dám gọi cảnh sát thì cái cô bé này của nó không thể gọi được khi nào con gặp chú thì con sẽ kể cho chú nghe đàn ông mà lại là cha chú nữa thì khi mà thấy những chuyện như vậy thì dĩ nhiên là phải hỏi tới hỏi tới như thế nào rồi thì chú mới nói rằng là con ở đâu con có cần chú hay không con có cần chú tới để giúp cho con hay không nếu mà con không muốn gọi cảnh sát thì bây giờ con phải như thế nào thì chú nói là chú đang nói chuyện thì chính lỗ tai chú nghe được một cái tiếng giống như là ai cầm một cái 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 gì đó sắc hay là bất kỳ một cái gì để đập vào cửa kiến à, cho nó bể cửa kiến ra rồi cái tiếng cái cô gái ở trong đó la hét lên chú nói chú nghe rõ ràng là chú nghĩ rằng là rồi chắc chồng của con bé này nó biết bé đang ngồi trong xe chắc nó ra nó kêu cửa con bé này không mở rồi chắc nó đập kiến xe nó vô để nó đánh con bé này cho nên ông chú này ông sợ quá thế là ông cướp phone Ông đi vào nhà, ông ngồi lên máy và ông lấy cái địa chỉ của con bé này ra và ông đi tới nơi để coi coi sự việc như thế nào. Thì khi ông đi tới đó, ông nhìn thấy cái nhà này rồi. Ông nhìn thấy được cái xe của con bé này rồi. Cái xe con bé này đi làm, ông biết mà. Cho nên là ông ngừng lại, ông đậu đó. Thì ông đâu có thấy sự việc gì nữa đâu. Thế là lúc đó ông cũng quýnh quán lên rồi. Thì bắt đầu ông mới xuống xe. Ông đi bộ lại cái chiếc xe của cái con bé này nè. Thì ông nhìn cái xe, ông không thấy ai ngồi trong xe cả. Mà ông cũng sờ tay vào cái kiếm thì ông thấy ủa đâu có gì đâu, đâu có nghe tiếng, đâu đâu có thấy kiên bể đâu có gì đâu. Ủa ủa chẳng lẽ mình bị cái gì rồi. Rồi thế là chú ổng đâu có dám gọi điện thoại. Vì ông sợ rằng là gọi điện thoại lỡ có chuyện gì sao nói là ngồi chờ tới 25 phút luôn Thì thấy trong nhà yên tĩnh lắm Không có một cái gì cả Thế là chú ông đi về Nhưng mà chú nói đó từ cái lúc đó đó Cái phone của chú Chú để ý Gọi là thâu đêm suốt sáng luôn Chú không ngủ được đêm hôm đó luôn Sợ có chuyện gì Con bé này nó gọi chú sẽ giúp được cái gì Thì chú giúp Nhưng mà chú chờ cho tới sáng luôn Thì cũng không thấy qua ngày hôm sau, chú hy vọng rằng con bé này nó đi làm chú sẽ hỏi nó thì ngày hôm sau nó cũng không đi làm ngày kế nữa cũng không đi làm ngày thứ ba cũng không đi làm cho tới ngày thứ tư thì con bé này mới bắt đầu đi làm thì chú thấy cái vết bầm ở trên tay bị bầm giống như là in mấy cái ngón tay ở trên cái cánh tay của cái cô bé này thì chú nghĩ trong đầu chú rằng là ồ chắc thằng chồng nó đánh nhưng mà cái tay đó cái bàn tay của thằng chồng này có thể là nắm lấy cái cánh tay cô bé này chặt như vậy đó cho nên là mới để lại những cái ngón tay mà bây giờ nó đỏ nó bầm ở trên cái cánh tay của cô bé này thì chú mới nói rằng là con có bị gì không tại sao con không gọi cảnh sát con bé này nó nói là không gọi được con sẽ kể cho chú nghe sau thôi bây giờ con đi vô làm thì chú nghe chú để cho nó đi làm nhưng mà chú nói đó, từ cái ngày đó, trái tim của chú có thay đổi. Chú quan tâm tới con bé này nhiều hơn. Nhưng mà chú nói là muốn để lấy cái con bé này đó, thì không, không bao giờ chú nghĩ tới. Là tại vì sao? Vì con bé này nó có chồng mà. Chú chỉ nghĩ nghĩ vậy thôi. Hai tuần lễ sau trôi qua, tan ca để đi ra về đó. Mọi người ra về hết. Rồi, thì uh, mọi người đi ra về Ở trong chỗ của chú làm đó, Khi mà tan ca ra về Thì hai người bảo vệ đó họ cũng đi ra Thì có hai người bảo vệ khác Sẽ đi vào Chú nói là chú cùng hai người bảo vệ này Đi ra chú leo lên xe chú ngồi Thì xe của chú mà chạy ra cổng đó Là phải chạy ngang qua Cái chỗ mà xe của nhân viên nó làm việc Chú chạy từ 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 Tại ra tới cổng rồi là phải chạy từ từ Thì chú thấy cái xe con bé này nè còn nguyên chú mới ngừng lại thì nó ngồi ở trong xe khi mà nó thấy chú đó nó nhìn ở rằng kiến nó nhìn ở những cái kiến đó ra nó thấy chú đó thì nó đưa tay nó đưa cái ngón tay lên miệng đó, nó nói chú là im lặng cho nên là chú đi nhẹ 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 tới xe và sau đó nó bấm cái cửa xe xuống nhưng mà bấm hở một đoạn thôi chứ không bấm hết xuống nó muốn cho chú nghe được là nó và chồng nó đang cãi nhau thì đúng chú nói là cãi nhau rất lớn chồng của cái cô bé đó đó chửi cô bé này rất nhiều mà chửi tiếng mỹ mà chửi tục chú nghe được hết thì chú nói là đứng như vậy hoài kỳ quá cho nên là chú mới ra cái dấu là chú ra xe sau ngồi có gì thì gọi cho chú chú giơ tay lên để cho con bé này nó biết là như vậy thì chú thấy con bé này nó gật đầu nhưng mà chú vẫn không đi chú cứ đứng như vậy đó mà chú đứng giữa đường thì hai cái anh bảo vệ đó thấy đó thì có một anh đi tới hỏi chú là xe chú bị gì sao mà chú không đi thì chú nói không 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 sao cả thì cái anh bảo vệ đó đó mới nhìn thấy con bé đó anh bảo vệ tới gõ vô cửa xe và hỏi nó tại sao không đi về tại vì cái ca này là bắt buộc mọi người phải đi về không ai được ở lại trong cái ca này nữa phải để cho cái ca khác họ vô thì con bé này nó gật 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 sau đó nó đè máy nó ra xe nó đi thì nó đi chú đi theo chú thấy là tại sao nó không về nhà mà nó cứ đi vòng 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 nó cứ đi 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 nó lái rất chậm mà nó đi, đi 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 hoài như vậy luôn chú thấy là không bình thường thế là chú gọi phone cho nó bé nó bắt phone liền và nó khóc rất nhiều nó nói là bây giờ nó với chú có thể đi tới một nơi nào để nó tâm sự cho chú hay không thì chú nói được thế là chú hẹn với nó chú nói là kiếm một chỗ nào để xe đi rồi chú sẽ chở nó đi ra một cái quán cà phê ngồi uống rồi coi coi chú có thể giúp nó được cái gì hay không thế là hai người kiếm một cái chỗ để cái xe của nó lại và chú đã chở nó đi thì đi ra quán cà phê ngồi thì chú nói nó tâm sự hết tất cả hoàn cảnh của nó thì chú mới nói đi bắt đầu đi ra đó ngồi uống cà phê thì con bé này nó mới tâm sự với chú hết tất cả về sự việc của hai vợ chồng nó thì ông chú ông mới nghe xong thì ông mới thấy rằng là người chồng như vậy là không được nhưng mà tại sao lại không được đây là câu chuyện rất nhạy cảm. Nhưng mà chú nói đó, kể ra ai tin thì tin, ai không tin cũng không sao. Nhưng mà đây là sự thật. Chú nói chú cần gì chú phải nói dối. Và chú tin con bé đó là sự thật. Thì cái cô bé này cũng mới kể. Khi bắt đầu sanh cái đứa con thứ hai đó, mới vừa sanh về, được chỉ có 16 ngày thôi, là chồng đó, đè cái cô em này nè cô vợ mình đó ra để để chơi đó mà chơi với một cái tính cách rất là man rợ đến nỗi cái tử cung đó cái lúc đó bị rách luôn và phải vào bệnh viện cấp cứu liền và người ta đã may cái tử cung của cái cô bé lại thì chắc có thể là họ may khích quá hay là như thế nào thì chú nói là chú nghe kể như vậy thì chú kể lại thôi chứ chú không biết thì um, khi mây về, bác sĩ nói là 3 tháng mới được giao hợp. Tại vì thứ nhất là mới vừa sanh xong, cái cửa tử cung còn quá mỏng mà đã bị như vậy rồi. Đến nỗi mà bác sĩ phải sợ luôn mà. Các bạn biết không? Không biết rách cỡ nào nữa mà mây tới 7 mũi luôn Con bé này nó cảm thấy sợ hãi quá. Cho nên là khi bác sĩ đã cắm, 3 tháng mới được gần gũi lại Thì trong 3 tháng đó nó cũng mừng Thì cái lúc đó là nó ngủ phòng riêng Chồng nó ngủ phòng riêng Chính cái cô bé này cô nói đó cổ không bao giờ nghĩ rằng chồng của cổ biến thái như vậy Chồng của cổ bệnh hoạn như vậy Tại sao bao lâu nay không có mà bây giờ lại có Mà vì đâu anh ấy lại trở nên một người như vậy khi may cái tử cung lại đó, chỉ mới có một tháng hai mươi ngày thôi là nửa đêm chính cái người chồng này nè gõ cửa qua phòng ngủ thì cô em này cũng không có cho vì cô nói rằng là bác sĩ nói là ba tháng nhưng mà chắc là cái người chồng này lên cơn chịu không được cho nên đã phá cánh cửa ra và nhào vô lột đồ cô bé này ra và làm cái chuyện ấy ấy cô kháng cự cỡ nào cũng không được cho nên lại bị viêm, lại bị nhiễm trùng. Đau đớn vô cùng, cô bé này lại phải nhập viện một lần nữa. Sau đó, ngay tại bệnh viện luôn, thì cô bé này cũng mới nhờ những người ở trong bệnh viện, y tá bác sĩ gì đó, hãy giúp cho cổ làm một cái tờ giấy gọi là chồng của cổ không được gần gũi cổ trong bao nhiêu tháng. Phải cách xa cổ, phải cách ly cổ. Phát tới, làm được cái report đó thì vì cái làm report đó đó mà cái thằng chồng này nè nó điên lên trời ơi cô em này cô kể đó nha nó không làm gì hết nhưng mà suốt ngày nó chỉ cầm dao đó nó mài dao thôi đến nỗi cô bé này cũng sợ hãi cực kỳ mài dao với cái nét mặt và miệng lầm bầm mà cứ nhìn về cô ấy sợ hãi cực kỳ là sợ thì cô em này cổ mới tâm sự cô kể hết tất cả cho ông chú già này ông nghe thì ông chú này đó ông mới khuyên là đặt camera đi để chi để có bằng chứng cô em này lén lút đặt camera nhưng mà cô em này đi làm như vậy còn cái anh chàng đó ảnh đi làm chỗ khác và anh về Tìm tòi lục lọi gì đó không biết Anh phát hiện ra được camera Tức là Cô nói gần 2 tháng Anh mới phát hiện ra Cái camera đặt ở đó Trời ơi Khi phát hiện ra cái camera đặt ở đó Cô này ăn đòn một trận như tử Gọi là cô tưởng Chết luôn đó Thì chú này chú mới hỏi rằng là Tại sao bị nó hành hạ như vậy mà lúc đó không ly dị thì con bé này nó nói không ly dị được vì vì chưa có thẻ xanh thì lúc đó ông chú già này không biết ồ oh, thì ra cái này đang chờ thẻ xanh cho nên con bé này lại không dám làm gì cả thế là cứ tâm sự với chú già hoài mỗi một ngày đi làm việc nhìn thấy chú cảm thấy lòng mình cũng được yên bình yên tối về thì có vẻ có một chút sợ hãi nhưng sau đó rồi thôi tới hết cái ngày mà hai vợ chồng cách ly đó khi mà cái tờ giấy của tòa họ cho đó trong vòng bao nhiêu tháng và sau đó hết rồi thì được trở lại bình thường đó thì hai vợ chồng lại phải gặp nhau bình thường nấu ăn cho nhau phải ngủ với nhau phải làm hết tất cả mọi thứ thì cô bé này đã chỉ vì cái thẻ xanh thôi chứ bây giờ mà có thể sanh là cô bé nó bay xa chạy liền tại vì cô nói rằng của cô cổ quá là vũ phu và sống về tình dục rất là nhiều ngày nào cô em này với chú tâm sự trò chuyện bất kỳ chuyện gì cô em này cũng kể thật cho chú nghe thế là có một ngày đó cô em này cố tình hay là như thế nào thì không biết dùng những lời nói gì nữa thì cũng không biết mà để cho chú già đã siêu lòng. Và chú già đã cùng với cô em này đi vô trong khách sạn. Thì chú nói chú nhớ mãi không quên. Cô em này cô nói rằng là cổ khát nước mà cổ muốn uống một cái chai nước chút nhưng mà phải có đá nữa. Thì chú là đàn ông mà, chú bắt buộc phải đi xuống lấy. Nước thì người ta để sẵn trong tủ lạnh rồi Nhưng mà đá đó Phải cầm cái ca ở đó đó Để đi xuống lấy đá Thì chú nói rằng chú đi xuống chú lấy đá xong lên Thì Giữa chú và cô ấy Dĩ nhiên là phải có chuyện xảy ra rồi Nhưng mà chú nói đó Một lần duy nhất mà thôi Cái ngày hôm đó Chú và cái cô bé này Hai người có ấy ấy với nhau chỉ một lần đó duy nhất rồi sau này chú nói chú rất đau lòng khi mà cái cô em này đó bắt đầu mỗi một tuần muốn được đi ngủ với chú chú không chịu chú đã từ chối khéo được vài lần cô em này cũng bằng lòng nhưng càng về sau chú từ chối nữa thì cô em này bắt đầu ra mặt cho nên chú nghĩ rằng là thôi hôm nay anh bận à, em cầm tiền đi shopping đi đi cho khuây khỏa đi hôm nay thì anh và gia đình có việc gì đó em này có cầm tiền cầm tiền được một lần sau đó chú để ý cứ hàng tháng là cô em này cũng cái này xin cái kia nhưng mà chú nói đó cô em này đi shopping không phải là ít tiền. Bạc ngàn trở lên không à. Chứ không phải là bạc trăm. Nhưng mà chú nói chú dư sức có tiền cho cô em này như vậy. Nhưng mà chú thấy rằng là có một cái gì đó không bình thường. Chú nói là chú đã bị một lần thôi. Nhưng mà tiếp theo bao nhiêu tháng đó, chú đã đưa cho cô em này với một số tiền 10.000 đó các bạn cô em này cứ muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ mới vừa đi mua cái giỏ lv về được có 3 ngày thôi ngày thứ tư là lại gọi cho chú và nói với chú là ở bên gia đình việt nam cần cái gì đó ngàn bảy đô la cần gấp em không có tiền nên là anh cho em mượn đi để em gửi về cho gia đình em rồi em sẽ trả góp cho anh thì chú nói là chú cũng cảm thấy tội nghiệp chú nói rộng rã 10 tháng trời Chú cảm thấy rằng là mình đã bị một cái con nhóc Nó chơi xỏ mình Chỉ có một lần mình ngủ với nó Cho nên là chú dứt khoát luôn Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Bởi vậy chú nói rằng là Bây giờ chú hận Cho nên cứ đưa cái tên của nó lên đi Nhưng mà tên đó cũng là cái nickname chứ không phải là tên thật Chú biết tên thật đó nhưng mà chú không để đâu Tại vì khi nó quen với chú nó nói là nó tên như vậy, ở gia đình nó ai cũng gọi nó tên như vậy. Nhưng mà bây giờ chú biết là không phải. Trong 10 tháng đó, chú dứt khoát luôn. Thì bắt đầu cô em này mới dở trò. Các bạn có biết cái lúc mà chú đi xuống lấy nước đá lên á, ở trên này nè, nó để một cái camera. Nó đã quay hết tất cả luôn. Cái cảnh chú và nó hai người ấy ấy với nhau mười tháng nay chú bỏ tiền ra cho nó rất là nhiều giờ chú nhìn ra được cái sự việc chú không bỏ tiền ra nữa vì chú nghĩ rằng là chỉ ấy ấy có một lần thôi mà phải bỏ ra một số tiền khá lớn rồi không đáng với lại tự nhiên chú thấy đó con bé này nó có một cái sự gì đó không bình thường những cái gì nó kể cho chú nghe bao lâu nay là thật hay là giả thì tự nhiên chú lánh nó thì nó mới đưa một cái USB cho chú Thì trong cái USB đó là có cái đoạn video Nó và chú đang làm tình với nhau Trời ơi chú lớn tuổi rồi Mà con cái chú như vậy nữa Chú đâu có thể để nó phát tán cái video đó ra được Thế là chú nói đó Chú đã mua lại cái video của nó Các bạn biết bao nhiêu tiền không? Hai chục ngàn đô Chú bấm bụng để chú mua nhưng mà chú nói chú không đưa tiền một lúc Chú đưa từ từ Trong vòng 8 tháng nó đã lấy sạch 20 ngàn đô đó Rồi sao nữa Rồi cuối cùng Chú tưởng rằng Nó đã đưa cái bản gốc cho chú Nhưng không Nó lại tiếp tục hâm dọa chú nữa Cho nên chú giận lắm mà chú nói chú có một thân mình chú chứ đâu dám chia sẻ chuyện này với ai. Thế là chú mới tìm hiểu trong cái lúc nó đi làm thì chú gọi điện thoại về nhà nó để coi coi mấy ra thì được gặp chồng nó chú muốn biết chồng nó coi như thế nào có thật sự giống như nó nói hay không thì khi được tiếp xúc với người chồng chú nhận xét liền ngay tức thì chồng nó là một người hiền lành chỉ nghe giọng nói thôi thì chú đoán được như vậy đó cho nên là mới đầu đó thì chú nói cái người chồng này Họ hơi ngạc nhiên một chút Sau đó chú nói thẳng ra luôn Và chú xin Được gặp mặt ở ngoài đường Ở một cái quán ăn Quán cà phê gì cũng được Chú tâm sự một cái câu chuyện này Thì cái người đó đó họ nói với chú đó Chú phải gửi hết tất cả Những cái giấy tờ mà chú nói Rằng là chú là chủ cái công ty này Ở cái chỗ này thì nó mới tin Gửi qua email của nó để nó làm cái bằng chứng chứ bây giờ đâu có biết chú là ai tự nhiên cái chú gọi nó ra rồi có chuyện gì xảy ra làm sao thành ra nó cần như vậy chú ông bằng lòng ông gửi cái business kho qua ông gửi cái bằng lái qua nhưng mà ông cũng khôn ổng chụp hình cái bằng lái nhưng mà cái quan trọng giống như là cái 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 bớt của ổng ổng xóa đi rồi cái tên của ổng thì ổng cũng xóa lấy hai cái chữ đầu ổng chỉ để cái tên cuối thôi nhưng mà trên cái bằng lái đó có tấm hình của ổng là được rồi để nó nhận diện cũng được rồi cái gì quan trọng ở trên cái driver license đó là chú ổng xóa đi ổng chỉ để lại cái hình của ổng và cái tên của ổng thôi thì nó bằng lòng sau đó hai người đi ra cái nhà hàng đó cũng hơi đắt tiền người ăn và uống hai ly rượu, thì chú nói ra tính cái bill ra tới hai trăm mấy lần. Thành ra chú nói chú muốn mời là mời như vậy đó, chứ không phải là dẫn đi ăn một tô phở này nọ không phải. Thì khi ra ăn chú dò xét con người của cậu này, chú nói là chú dò xét và chú nói những chuyện này chuyện kia có liên quan tới vợ hỏi thăm vợ điều gì này nọ đó. Mỗi lần mà hỏi thăm tới vợ đó, thì chú nói là cái cậu em này nè đổi sắc mặt liền. Mà nhiều lần như vậy cho nên chú mới bắt vào được cái câu chuyện. Chú mới nói có một vài câu đầu thôi là cậu em này cổ buông ra những cái lời nói khó nghe liền. Và cậu em này nói đó, khi mà cậu em này ly dị vợ, thì cái việc đầu tiên là nghĩ rằng về Việt Nam, cưới một con nhỏ qua đây để dằn mặt con nhỏ vợ lớn. Thì được người này người kia làm mai, rồi sau đó vô Facebook coi thấy con bé này cũng ok được và dòng họ mình ở bên Việt Nam cũng biết con bé này là gia đình đàng hoàng nhưng mà không ai biết là con bé này nó có vấn đề tâm lý nếu mà nói là bị bệnh thần kinh không phải nha các bạn nhưng mà cái cái thần kinh nó có cái gì đó thì chỉ trong vòng có vài tháng thôi là cái cậu em này về Việt Nam gặp nhỏ này. Và vừa gặp một cái thích nhau liền. Vì mới vừa chia tay với vợ mà bây giờ gặp em nào dớt em đó thôi. Thì đi chơi với em này vui vẻ, được, gia đình đàng hoàng. Khi mà cậu em này về lại tới Mỹ, chỉ có vài tháng thôi. Làm giấy tờ bảo lãnh cô này. Tổng cộng khoảng một năm rưỡi là cô này qua được tới mỹ nhưng mà cô em này nói đó khi mà cô em này về lấy cô em cái cô bé này nè thì cô bé này đó cô tuyền này đó thì cũng không có còn trinh tiết nữa thì khi qua tới mỹ rồi sanh được một đứa con đầu tiên không có chuyện gì tới khi sanh tới đứa con thứ hai đó thì ông chồng mới phát giác ra là cái cô em này có bệnh về tâm lý và cái cô em này nè đã từng đi ngủ với rất nhiều người mà trong đó đó có hai người là bạn của chồng mình lúc ở việt nam á nha không phải nói qua mỹ nha cái lúc mà đang trong thời gian để bảo lãnh á thì có ai về việt nam thì cái anh chồng này nè gửi đồ nhờ bạn mình mang về giùm cho cô đó người nào mà mang đồ về tới giao đó là cô em này mời đi ăn đi uống dẫn họ đi chơi và sau đó ngủ với họ rồi dặn họ là về đừng có nói cho chồng biết mấy cái anh chàng này cũng không nói nói ra sợ mất bạn nói ra sợ quê cho nên im hết luôn để cho qua mọi chuyện nhưng mà sao mà lại xảy ra những chuyện như vậy Tại sao lại bị chồng đánh như vậy Chồng có đánh thật nha các bạn Nhưng phải là không Là tại vì ngựa quen đường cũ Cô em này khi qua tới Mỹ rồi Sanh được một đứa con rồi Thì sau đó Chắc gia đình có chuyện buồn buồn Cứ gây nhau thế nào đó không biết Thì cái cô em này nè Liên lạc lại với lại những cái người bạn của chồng Những cái người mà đã từng Mang đồ về Việt Nam dùm cho mình đó tại vì đây là những người bạn rất thân mỗi lần tiệc tùng họ hay tới nhà nhau lắm nhưng mà đã gặp nhau nhiều lần rồi không có chuyện gì mà sanh cái đứa con này xong rồi mấy tháng sau đó là bắt đầu cái cô em này nè mới đi ngủ với những cái người bạn của chồng mình lúc trước về việt nam nó ngủ với họ rồi bây giờ qua đây lại ngủ tiếp mà mấy cái anh chàng đó đó im luôn im để vớt vợ người ta thì trong một cái lần đó nhậu say người này nói người kia nói hớ ra anh chồng ảnh mới nghe được và anh đã để ý sau đó điện thoại đó là xài cái điện thoại repair phone cho nên là bạn trả tiền trước bạn xài sau cứ mua một cái sim một tháng bao nhiêu tiền đó thì hết rồi cứ mỗi tháng ra đóng tiền thì không có check được cho nên cái lần đó anh chồng anh mới đổi anh mở theo của hãng AT&T để anh chi để anh dò xét được xem coi coi con vợ mình gọi cho ai và như thế nào đổi điện thoại mới cho vợ luôn nhưng mà anh chàng này đã gài một cái định vị ở trong phone mà cô em này không biết thì một hôm đó anh chồng đã đi theo cái định vị đó đã đưa anh chàng ta tới một cái khách sạn và anh chàng ta đã đi tới bắt gặp quả tang vợ của mình với thằng bạn thân của mình bị bắt quả tang một lần rồi nhưng cô em này vẫn không chừa vẫn lại tiếp tục hẹn hò với một cái thằng bạn khác hai người bạn mang đồ về giùm cô em này vớt hai cái người bạn đó luôn rồi bây giờ qua tới mỹ lại tiếp tục vớt luôn cái thằng bạn này lại có một thằng nó có vợ thế là từ lúc đó chồng của cái cô em này nè mới dùng những cái trò mang rợ nhất mấy cái thoi mà mua những cái thoi rất là giả mang tiền chồng mới nghĩ rằng là ồ oh, con vợ của mình ham muốn những cái như vậy được tôi sẽ làm tôi sẽ làm tới khi nào em sợ thì thôi đó là lý do khi mà chú tuấn này nè nói chuyện được với người chồng như vậy đó mà chú nói chú khôn lắm và chú nói đó chú đề phòng chứ khi mà được hẹn gặp mặt đó chú có cái máy mà để thâu cái tiếng nói đó nhỏ xíu à giống như cái đồ cài áo Chú cài ở trên túi áo chú đó Cho nên nói cái gì là thâu vô hết trơn à Thành ra là chú đã biết được Và chú cũng nói rằng là Chắc là vợ của em đó Bị bệnh tâm sinh lý Sao em không đưa vợ em đi bác sĩ Thì cái anh chồng này anh nói rằng là Anh chỉ chờ cô này bỏ ảnh ra đi thôi Chứ bây giờ anh không muốn giúp cho cô này một cái gì nữa cả Mặc dù bây giờ ở chung nhà là ở như vậy thôi nhưng mà trong lòng anh ta không có người vợ này sau đó chú già chú mới xin lỗi cái cậu em này và chú nói thật rồi chú nói là bây giờ em có đánh chú cũng được em có giận chú cũng được nhưng chú muốn nói thật với em là vợ của em và chú đã có một lần giao hợp với nhau chú nói rằng là chú nghĩ là khi chú nói ra câu này là sẽ có chuyện lớn lắm hoặc là ông chồng này ông sẽ thế này thế kia đánh chú hoặc là có một cái gì đó nhưng mà chú nói là chú không ngờ chồng mỉm cười tỉnh bơ nó lấy trăm thằng chú ơi chứ đâu phải mình chú đâu em biết nhiều lắm lúc đầu em còn nổi cơn điên lên nhưng mà giờ em hết rồi em chỉ nghĩ rằng là mày muốn cho thằng nào chơi cũng được hết á Tại mày là đồ chơi mà Mày là búp bê tình dục mà Mà cậu em này nói đó Cậu em này không còn coi Cái người này là vợ nữa Cô này cũng bị bệnh Bệnh tâm sinh lý Và chính cái cậu em này cũng nói nữa Chú cảm thấy đó Khi mà chú gần nó đó Không bình thường đúng không chú Chú nói chú mắc cỡ quá Chú không dám nói Chú không dám trả lời câu hỏi đó nhưng mà chú nói một lần duy nhất thôi Kéo dài khoảng gần một năm Thì cái chuyện này mới kết thúc Kết thúc được đó Là nhờ cái anh chồng này đó Chú nói đó Nếu mà không nhờ cái anh chồng này đó Là chú còn mệt với cái cô này lắm Nhưng mà các bạn biết không Mặc dù là chuyện xảy ra lớn như vậy đó Nhưng mà cô ấy cô vẫn còn làm ở trong đó Tại vì chú đâu có thể cho cô nghĩ được Chú nói chuyện nào ra chuyện đó. Người ta dụ chú mà chú không đi thì thôi. Nhưng mà vì một cái gì đó chú đã đi. Cho nên chú nói rằng là đối với chú. Cái nào ra cái đó. Không vì cái chuyện đó mà chú đuổi người ta. Với lại con chú với lại chủ chỗ đó mà. Thành ra đó là câu chuyện của chú. Chú ở bên Pháp chú qua Mỹ. Chú làm ăn. Bây giờ thì chú đã chính thức. Ở Mỹ rồi các bạn. Chú có thẻ sanh 10 năm luôn rồi. Thì đó là câu chuyện của chú. Và chú nhắn gửi rằng là nếu một ngày nào đó Tuyền có nghe được cái video này đó chú yêu cầu mình á là để trên cái tựa đề chữ Tuyền nha các bạn. Chú nói tên của chú muốn để để không để không thành vấn đề. Nhưng mà hãy để dùm cho chú cái chữ Tuyền. Và chú nhắn gửi một lời cầu chúc cho con khỏe mạnh, mau hết bệnh. Nếu thật sự con có bệnh. Và mình nói đó, nếu như vậy thì hai đứa con cô em này như thế nào thì chú có trả lời. Hai cái đứa con là được bên bà nội chăm sóc giữ hết. Cô này cô không có giữ, không chăm sóc, cô không biết chăm sóc con từ lúc đẻ ra luôn là đã không chăm sóc rồi. Giống như là hai vợ chồng son chưa từng bao giờ có con vậy đó. Đó là những gì chú muốn gửi tâm tư của chú chú nói chú mới biết mình chỉ có hai tuần thôi à thì câu chuyện của chú đã đè nặng trong lòng chú rất lâu rồi chú muốn được chia sẻ ra để vơi bớt một chút gì đó đi mình có nói rằng là chú có ngại những lời bình luận người ta sẽ nặng nhẹ mình không chú nói rằng là người ta có nặng người ta có nhẹ người ta có chửi bới người ta có ủng hộ người ta có động viên đó đều là tốt cả. Vì chú cũng có lỗi mà. Chú nhận lỗi. Không sao cả. Thì các bạn cứ hãy cho những lời bình luận để xem như thế nào. CC cũng muốn được đọc những bình luận của các bạn trong video này đó. Bây giờ thì CC xin ngừng ở đây. CC chúc cả nhà vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau, ok? Bye bye, I love you.